Mộc Hương Shop xin chào các bác. Hôm nay thì tôi sẽ lên cho các bác cái bộ sông trầm khuôn này các bác nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nắp trầm như này, nắp sông khuôn đó, chúng ta sẽ bỏ vào đây. Đây, cái chỗ này là chỗ sông chính các bác nhé, nó là bằng đồng thau đúng không? Đồng rất đẹp, chất lượng dày dặn. Chúng ta sẽ bỏ sang một bên. Thứ hai đó là cái hộp đựng trầm, hộp đựng bột trầm. Cái hộp này chắc là đựng được ít thôi, nó không đựng được nhiều, nhưng mà khi mà các bác mua một hộp bột trầm bên tôi thì có cái hộp đựng 50 g và 100 g ấy. Cái này gọi là bỏ tượng trưng thôi cho nó đẹp thôi. Đó, nó có một cái hũ như này, hũ như kiểu hũ bảo bối ấy, đúng không ạ? Rất đẹp, dày dặn, cứng lắm. Thứ ba đó là cái khuôn. À, cái khuôn. Khuôn tạo bột trầm đây. Hình hình cái này là hình cái mây đúng không ạ? Hình cái bông hoa hay cánh hoa gì đây. Rất đẹp. Cái này nó cháy được khoảng chắc tầm 15 20 phút. Hoặc tới 30 phút đâu. Tôi thì tôi cũng chưa sử dụng. Nhưng mà nó cũng khá là cháy, cũng khá là tốt các bác nha. Thứ tư đó là cái khuôn tạo nụ đây. Cái khuôn tạo nụ này rất là hay các bác nha. Các bác có thể đốt cái khuôn tạo nụ này, nếu các bác không muốn thích đốt cái khuôn này thì các bác có thể đốt cái khuôn tạo nụ này nhé, cũng tạo trong này luôn. À, tạo trong cái khuôn này luôn. Cái này tí tôi sẽ giới thiệu có một cái lớp cát chống cháy ở dưới này nhé. Sẽ được, khi mà các bác mua hàng sẽ được tặng kèm một cái hộp cát chống cháy. Một hộp là 60 g. Thừa đủ nó xuống dưới đáy này nhé. Các bác có thể mua cát thêm, cát chống cháy bên tôi có bán riêng. Đó là bốn cái đầu tiên. Thứ năm đó là cái hộp này. Cái hộp này thì phải đi kèm với những cái dụng cụ như này. Đây, cái này là để ấn cát chống cháy này. Một. Cái này là để xúc bột này. Hai. Cái này là để gạt gạt bột này các bác. Và cái này là để quét này. Quét những cái bột thừa này bên ngoài này đó. Bốn. Sorry các bác, đang ho quá, nói cũng không chuẩn tiếng á, bị cái thanh quản các bác. Cái này các bác biết để làm gì không? Để đựng cái nhang vòng các bác nhá. Các bác có nhang vòng, các bác có cái đế đặt đặt vào trong cái này này. Đó, xong là cho cái bánh nhang vòng vào đây, hoặc là để vào trong cái nư nào đấy, cái nư to, các bác mua thêm cái nư to cũng được, mua thêm một cái nư nư sứ, ví dụ như cái nư sứ này nó rất là to, nư sứ bình thường sông nụ đấy. Đó, các bạn để cái nó có lớp nó để lên, sau đó là các bác để cái nhang vòng vào đây thì nó cao lên thì nó sẽ không cháy xuống cái dưới này, nó không bị khét nhé. Đốt nhang vòng là phải có cái đế. Khi mà các bác mua hàng này, nhang vòng thì tôi sẽ tặng cho các bác cái đế, nhưng mà cái đế này bằng đồng thau, nó cùng với kèm cái bộ này. Còn cái đế kia nó cũng bằng đồng nhưng mà nó không đẹp bằng cái đế này. Đó là tất cả những dụng cụ. Cái này là chắc là cũng cái nọ, nọ đựng nụ trầm ấy, à, bột trầm. Và một được tặng một cái hộp cát này các bác nhé. Đây, cái hộp cát đây các bác. Tôi sẽ bỏ ra, bỏ cái cát bên trong ra cho các bác nhé. Đây, đó, cái cát trắng này. Ừ, thoải mái luôn, các bác dùng thoải mái. Đó, cái này là bột cát, bột đá các bác nhé. Nó chống cháy, bột chống cháy. Ở dưới này, nót xuống này một lớp mỏng thôi. Các bác nót mỏng thôi, không cần nót dày đâu. Đó, nó là 2 phần 3 hoặc là một nửa đều được các bác nhé. Còn lại thì mình cất lại để mình xài cho, bao giờ nó đen rồi mình muốn thay rồi thì mình xài cho đợt sau, rồi xài nâu lắm. Còn là các bác mua thêm cát cũng được, cứ báo tôi. Đó, cái bộ này rất là đẹp. Bộ này là đồng thau nguyên chất, đồng thau
Tất nhiên đồng thau thì nó sẽ không tốt bằng đồng đỏ nguyên chất được. Bây giờ chủ yếu nó làm bằng đồng thau thôi. Nó là pha hợp kim. Nó rất là cứng các bác nhá. Cứng. Bền, đẹp. Không bị han gì cả. Rất là bền. Loại tốt đấy, loại tốt nhất đấy. Hàng loại một nhá các bác nhá. Đó, các bác mua thì cứ liên hệ trực tiếp một cơn sốt, bên tôi sẽ tư vấn. Cảm ơn các bác nha.